các anh em về cái lỗi của Snap Driver đối với cái bản WinBE nào mà các anh em mở lên mà thấy nó ra cái giao diện giống giống như vậy nha. Nói chung là giống giống thôi chứ không giống hoàn toàn đâu, tại cái này em đã chỉnh lại code một xíu rồi thì các anh em sẽ không có cài được, không cài được. Nếu cái bình thường á em chỉnh lại gì thì em cài được nè, ở đây các anh em lấy cái Intone đây là cài được nè, nhưng mà đối với cái màu nền giống như vậy á các anh em sẽ không cài được trên cái bản WinBE nào mà các anh em mở cái Snap Driver lên mà nó như thế này nha. Chúng ta chạy cái file cài đặt á, mà chúng ta thấy cái giao diện giống giống vậy là không không ổn, không ok. Thì đối với những cái đơn giản á thì các anh em có thể đổi cái file SDI này nè. Đó, các anh em đổi cái file SDI này thành cái file khác ha. Thì em sẽ chia sẻ dưới link luôn á là cái file này luôn, cái file ok, cái file chạy ok nha. Của cái bản mới nhất nha, của bản mới nhất và cái bản này luôn. Rồi, em đổi cái này là lỗi đi ha, để em đánh dấu em biết nè. Rồi, em sẽ đổi cái bản ok đây. Cái file ok đây ha, em đổi lại. Rồi, em đổi lại rồi em chạy lại cho các anh em xem nha. Rồi, nó sẽ ok. Nó bình thường. Đó, các anh em thấy không? Đó, chỉ là một file đó thôi là nó sẽ cài đặt bình thường, nó trở lại trạng thái bình thường. Nhưng mà với các bản WinBE mà mặc định các anh em mở lên mà nó lỗi y như ban đầu á thì em có gặp cái bản WinBE đó rồi thì các anh em cứ lấy cái file này ha, hai cái file này China SA và China AI.dll, các anh em lấy nó nè, đó làm như em đi cho nó dễ. Thì các anh em click vô cái file cái thư mục shortcut này nha, là nó mở luôn cái đường dẫn này Windows System 32, rồi các anh em paste vô đây. Đấy, paste vô đây là ok. Đấy, rồi. Như vậy thì các anh em chạy lại cái này là thành công. Đó. Thì nó đơn giản vậy thôi. Đối với cái WinBE mà nó đang bị lỗi các anh em mình nha. Đó, thì cái file này em đã đưa vô cái link rồi và có hướng dẫn luôn rồi. Đấy, thì đầu tiên thì nó lỗi thì các anh em cứ cứ lấy cái file lỗi thôi. Lấy cái file lỗi là chúng ta chạy. Chạy là nó sẽ báo như như hồi nãy các anh em thấy á, làm ví dụ là cái lúc lỗi nè. Đấy, lúc lỗi là nó như thế này ha, cái giao diện nó như thế này. Thì khi các anh em thấy nó lỗi rồi chúng ta chạy rồi tắt tiến trình liền, rồi chúng ta giải nén hai cái file này ha vô cái thư mục và system 32 đó, vô cái thư mục này. Tại vì cái lệnh mà làm một cái file một click hay là một table hay xí lên đó, làm những shop xí lên cũng vậy luôn các anh em mình nha, không thể nào đưa vô được cái đường dẫn này, không thể đưa vô được luôn các anh em mình nha. Đúng cái đường dẫn này là không thể đưa vô được, các anh em nào đưa vô được cho em xin học hỏi thêm kinh nghiệm. Trừ khi là các anh em mà để cái lệnh copy trong này từ cái file CMD, để cái file CMD sẵn trong đây thì chúng ta copy file nó ok, còn không là chúng ta không có cách nào mà đẩy vô được. Em trình của em là chưa tới, các anh em có kinh nghiệm các anh em chia sẻ giúp em để em học hỏi thêm nha. Rồi, cảm ơn các anh em. Thì khi mà chúng ta chạy xong rồi thì chúng ta cứ việc là chúng ta cài đặt bình thường driver cho cái WinBE hay là cái Windows của chúng ta, nhưng mà cái Windows thì các anh em sẽ không thấy cái trường hợp này đâu. Tại vì cái WinBE thì cái người sáng tạo đó, họ có thể là họ lọc bớt file hay là như thế nào đó nó mới xảy ra cái trường hợp tình trạng như thế này, còn cái Windows là không có cái này mình nha. Cái Windows thì các anh em cứ chạy bình thường là nó sẽ ra như bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cái này mình nha. Đấy, nó sẽ chạy bình thường như thế này, không có vấn đề gì cả cái này mình nha. Rồi, khi video em xin kết thúc tại đây. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các anh em một chút cái kinh nghiệm gì đó để các anh em khi mà gặp trở ngại, các anh em có thể khắc phục nhanh để chúng ta làm việc được nó hiệu quả hơn ha. Rồi, cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.